Ngọc Anh rất vui khi gặp lại quý vị trong hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, xưa nay những vị hoàng đế luôn được biết đến là người ngồi ở ngôi vị cửu ngũ chí tôn, nắm mọi quyền hành trong tay, sở hữu trăm cung lục viện, được muôn dân kính trọng. Thế nhưng để có thể ngồi vững lên ngai vàng, để tận hưởng tất cả những vinh hoa phú quý ấy thì không hề dễ dàng. Nếu tính theo thống kê hiện đại thì hoàng đế là nghề nguy hiểm bậc nhất từ cổ chí kim, bởi lẽ tỷ lệ tử vong trong nghề này là cực kỳ cao, thậm chí có những vị hoàng đế còn qua đời ngay khi trên giường vì nguyên nhân khiến ai nấy cũng dở khóc dở cười. Vậy những vị hoàng đế nào phải nhận kết cục lãng xẹt như vậy và đâu là nguyên nhân khiến họ qua đời? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Chỉ vì ham mê tiểu sắc, lạm dụng thuốc kích dục để có thể thỏa mãn các người đẹp mà những vị vua này đã phải đón nhận cái chết không mấy oai phong. Thứ nhất là hai cha con hoàng đế Minh Thế Tông và Minh Mục Tông qua đời vì lạm dụng thuốc kích dục. Trong cung có 100.000 gia nhân nên nhiều ông vua dù tuổi cao sức yếu vẫn miệt mài chiều người đẹp đêm đêm bằng cách dùng thuốc, từ đó dẫn đến suy kiệt sức lực và qua đời sớm. Câu chuyện về hai cha con vua nhà Minh là Minh Thế Tông và Minh Mục Tông qua đời vì lạm dụng xuân dược chính là một ví dụ điển hình. Vua Minh Thế Tông là vị hoàng đế thứ 12 của nhà Minh trong lịch sử của Trung Quốc. Vì có ham muốn tình dục cao nên vua Minh Thế Tông luôn mong có được một sức khỏe tráng kiện, tinh lực dồi dào kể cả khi tuổi đã xế chiều. Để cơ thể luôn được sung sức, vua Minh Thế Tông ngày đêm mơ ước tìm kiếm một loại thuốc giúp ông trẻ hóa cơ thể, đặc biệt là nâng cao khả năng giường chiếu. Biết được mong muốn của nhà vua, y sư Đào Trọng Văn đã dâng lên một loại thuốc quý giúp vua được thực hiện ước nguyện. Đúng như mong đợi, phương thuốc kích dục của y sư họ Đào rất hiệu nghiệm, biến ông vua ở tuổi ngũ tuần bỗng trở nên đầy bản lĩnh, có thể mây mưa liên tục với các cung tần mỹ nữ cả ngày lẫn đêm. Cũng nhờ điều này mà vị y sư họ Đào được vua dụng làm giám sát ngự y viện. Tuy nhiên cũng chỉ vì lạm dụng xuân dược để tăng cường bản lĩnh đàn ông dù tuổi tác đã cao, nên sức khỏe của vua ngày càng suy kiệt sau những cuộc mây mưa. Chỉ 9 năm sau, nhà vua đã băng hà. Biểu hiện của chứng này là vàng da, vàng mắt, bụng to, dân gian gọi là xơ gan cổ trướng. Về sau, các thầy thuốc lý giải rằng vua Minh Thế Tông bị suy kiệt sức khỏe do sử dụng quá nhiều thuốc tân dược trong suốt một thời gian dài. Sau khi vua Thế Tông qua đời, con trai là Minh Mục Tông lên ngôi. Người con này cũng thừa hưởng tính hoang dâm của cha cùng với phương thuốc xuân dược trên. Kết quả, vua Minh Mục Tông cũng qua đời sớm vì lạm dụng xuân dược. Chỉ sau 6 năm ngồi trên ngai vàng, ông đã chết yểu cùng với chứng bệnh xơ gan y như cha mình. Vị hoàng đế này hưởng dương 36 tuổi. Tương truyền, trong phương thuốc mà hai cha con vua Minh sử dụng có một vị thuốc rất kỳ quái được gọi là hồng diên, chính là máu kinh nguyệt của nữ nhi. Y sư này cho rằng hồng diên của các trinh nữ khỏe mạnh, nhất là những cô gái xuất hiện đèn đỏ lần đầu tiên là công hiệu nhất. Nó được bào chế cùng với lưu huỳnh rồi luyện thành các viên đan dâng lên cho vua dùng. Chính vì thứ thuốc quái đản này mà Minh Mục Tông đã nhiều lần ra lệnh tuyển chọn hàng trăm nữ nhi sắp đến tuổi dậy thì tiến cung trao cho hồng diên để phục vụ cho việc luyện xuân dược. Thứ hai là vua Hán Thành đột tử trong lúc sủng hạnh. Hán Thành Đế là vị hoàng đế thứ 12 của nhà Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc. Hán Thành Đế bị đánh giá là hôn quân trong lịch sử của nhà Hán vì thói hoang dâm vô độ, ham mê tiểu sắc, bỏ bê công việc triều chính. Kể từ sau khi lên ngôi, Hán Thành Đế càng được thỏa sức vui thú sắc dục, ăn chơi hưởng lạc. Để thỏa mãn đam mê tiểu sắc, Thành Đế truyền lệnh cho xây tới tấp các cung điện chuyên phục vụ chuyện ăn chơi hưởng lạc của mình. Thậm chí vị vua này còn triệu đủ 3.000 mỹ nữ vào cung để tha hồ thưởng hoa về nguyệt. Cuộc sống đắm chìm trong sắc dục của Thành Đế càng trở nên xa đọa hơn khi vua sở hữu trong tay hai mỹ nhân bậc nhất của Trung Quốc là Triệu Phi Yến và Hợp Đức. Được biết, cả hai người đẹp của vua Thành Đế đều có nhu cầu tình dục khá mạnh mẽ. Vì vậy, để có thể đáp ứng được hai mỹ nhân yêu kiều, Thành Đế không ngại dùng xuân dược để có thể cùng mỹ nhân hoan lạc thâu đêm suốt sáng. Do ham chơi quá độ, ở tuổi 45, vua Hán Thành đột tử ngay khi đang mây mưa với mỹ nhân Hợp Đức. Được biết, nguyên nhân cái chết của Hán Thành là do dùng thuốc quá liều. Thứ ba là Chu Tuyên Đế, Vũ Văn Vân mất mạng vì dâm loạn. Trong lịch sử của Trung Quốc, Vũ Văn Vân là một trong số những vị vua nổi tiếng vì đời sống tình dục bừa bãi. Cũng chính vì lối sống đam mê hoan lạc mà ông vua này đã chết yểu. Được biết, sau khi vua cha qua đời,
Vị vua 19 tuổi nhanh chóng cuỗm hết các phi tần trẻ tuổi của cha già để thỏa mãn cho thói hoang dâm của mình. Không những thế, vị vua này còn ra sức tuyển chọn các mỹ nữ ở khắp nơi trong cả nước để phục vụ cho dục vọng của bản thân. Không chỉ vậy, vì muốn được sống thoải mái theo sở thích mà Vũ Văn Vân đã quyết định nhường ngôi cho con trai 7 tuổi của mình là Vũ Văn Xiển để tập trung vào việc vui vẻ với các mỹ nhân mà không phải lo việc triều chính. Dù đang ở độ tuổi xuân sắc, nhưng do đam mê sắc dục quá độ, vị vua trẻ này đã phải qua đời ở độ tuổi 21 vì dùng thuốc kích dục vô tội vạ. Các bạn thân mến, hầu hết các vị hoàng đế đều chết vì xuân dược. Vậy rốt cuộc, lạm dụng xuân dược có hại như thế nào? Từ cổ chí kim, hoàng đế là người sở hữu tam cung lục viện, hậu cung có hàng ngàn mỹ nữ. Vì vậy, mỗi bậc đế vương đều rất coi trọng việc bồi bổ tinh lực để hưởng thụ lạc thú hậu cung. Tuy nhiên, thân là thiên tử, đứng đầu đất nước, thường xuyên phải lo chuyện triều chính, nên không có mấy vị vua có đủ sức để lâm hạnh vô số cung thần mỹ nữ. Bởi vậy, bên cạnh những phương thuốc trường sinh, các hoàng đế cũng tìm đủ mọi loại chân phẩm, sơn hào hải vị, thậm chí còn điều chế những vị thuốc tráng dương bí truyền để có được sự sung mãn hơn người trong chuyện chăn gối. Những loại thuốc này được biết tới với nhiều cái tên như thuốc tráng dương, xuân dược, thuốc kích dục, Viagra. Nhưng ít ai biết rằng xuân dược hoàn toàn có thể dễ dàng biến thành dâm dược, trở thành nguyên nhân khiến cho các hoàng đế vì lao lực chăn gối quá độ mà yểu mệnh. Ngày nay, nhiều nam giới cũng vì muốn nâng cao bản lĩnh phái mạnh mà tìm đến những thứ thuốc kích dục được quảng cáo là tăng cường sinh lực. Theo nhiều chuyên gia, hiện nay chưa có nghiên cứu cụ thể nào về các thành phần có trong thuốc kích dục. Vì ở thế giới cũng như Việt Nam, thuốc kích dục chỉ là những sản phẩm bán trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc cụ thể. Bản chất của thuốc kích dục là các chất hóa học có tác dụng kích thích bàng quang, niệu đạo, khiến máu dồn về cơ quan sinh dục nhanh, kích thích ham muốn. Thuốc kích dục có thể để lại nhiều hậu quả lâu dài, nguy hiểm, không lường trước được. Càng sử dụng nhiều, lạm dụng thuốc kích dục, cơ thể bạn sẽ càng bị giảm đáp ứng với kích thích tình dục bình thường, dẫn tới giảm ham muốn và yếu sinh lý. Nhiều người nam giới bị yếu sinh lý, liệt dương và xuất tinh sớm. Thuốc kích dục còn nguy hiểm ở chỗ, những chất hóa học trong loại thuốc này còn làm giãn nở mạch vành. Nếu dùng nhiều và thường xuyên, sẽ làm người dùng xuất hiện cơn khó thở, huyết áp tăng vọt, và những cơn tăng nhịp tim rất dễ dẫn tới đột tử do nhồi máu cơ tim hay vỡ và đứt mạch máu não do lưu lượng tuần hoàn tăng quá nhanh khiến cho các mạch máu không chịu nổi áp lực. Quý vị thân mến, bên cạnh những cái chết bi thảm khi còn quá trẻ của các hoàng đế Trung Hoa, sử sách cũng ghi nhận những cái chết khó hiểu, kỳ dị khiến hậu thế giờ khóc giờ cười. Hai câu chuyện trùng hợp sau đây về cái chết thảm liên quan đến nhà vệ sinh của hai vị hoàng đế Trung Hoa cho đến nay vẫn được người đời truyền tai nhau trong lúc trả dư tử hậu. Xin mời quý vị cùng đón xem. Từ chúa công Tấn Triều chết vì đi nhà vệ sinh. Tấn Cảnh Công cai trị từ năm 599 trước Công nguyên đến năm 581 trước Công nguyên. Tên thật là Cơ Cứ, con trai của Tấn Thành Công, là vị vua thứ 27 của nước Tấn. Ở ngôi được 19 năm, Tấn Cảnh Công qua đời đột ngột vì bạo bệnh. Về cái chết của vị hoàng đế này, hậu thế thường lưu truyền giai thoại Cảnh Công băng hà vì đột tử trong nhà vệ sinh. Theo Đông Chu Liệt Quốc Chí, vào năm 581 trước Công nguyên, Tấn Cảnh Công lâm bệnh nặng. Bấy giờ, triều đình có tìm đến người thầy bói nổi danh đất Tang Môn để tiên đoán vận mệnh cho chúa công. Khi ấy, người thầy bói này có phán, chúa công sẽ không kịp ăn lúa mạch mới năm nay. Ý nói, Tấn Cảnh Công chắc chắn sẽ đoàn mệnh qua đời ngay trong năm. Bản thân Tấn Cảnh Công và bá quan văn võ trong triều đều không tin, bởi lẽ chúa công tuy lâm bệnh nhưng thân thể tráng kiện, vốn không dễ đoàn mệnh. Hơn nữa, bấy giờ trên lãnh thổ nước Tấn, nhiều vùng đã có lúa mạch chín. Khi lúa mạch dâng tới nơi, bá quan có hỏi thầy bói đất Tang Môn, lúa mạch mới đã để ở đây rồi, nhà ngươi còn dám bảo chúa công không kịp nếm nữa hay không? Vị thầy bói ấy vẫn một mực tin vào điều mình tiên đoán, lập tức bị quan quân lôi ra ngoài chém đầu. Bá quan sau đó liền sai người dùng lúa mạch này nấu cháo để dâng lên nhà vua. Kỳ lạ thay, cháo vừa đến tay, Tấn Cảnh Công chưa kịp nếm thì đã cảm thấy bụng trướng, bao tử đau dữ dội, vội gọi người cõng tới nhà vệ sinh. Người hầu vừa cõng tới nơi, Tấn Cảnh Công vì quá đau đớn, chân đứng không vững, ngã lăn ra nền nhà. Thấy chúa công long thể bất thường, người hầu vội ẵm lên, nhưng vừa chạm vào đã nhận ra Tấn Cảnh Công tắt thở từ bao giờ. Cho tới ngày nay, ít ai để tâm Tấn Cảnh Công qua đời vì bệnh gì, nhưng giai thoại về việc ông vua chết trong nhà vệ sinh cứ mãi lưu truyền về sau. Tới hoàng đế Hán Triều qua đời vì sợ nhà vệ sinh.
Hán Huệ Đế Lưu Doanh, sinh năm 210 trước Công nguyên, mất năm 188 trước Công nguyên, là con ruột của Hoàng hậu Lã Trĩ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Sinh ra trong gia đình hoàng tộc, ngay cả khi nắm trong tay quyền lực và ngôi vị tối cao, nhưng Lưu Doanh vẫn không thoát khỏi kiếp nạn, bị những âm mưu trốn hoàng cung hại chết. Vậy nhưng, cái chết của Lưu Doanh lại do chính mẹ ruột là Lữ Hậu gián tiếp gây ra. Trùng hợp thay, vị hoàng đế Hán triều này có nguyên nhân qua đời giống như Tấn Cảnh Công, đều liên quan tới nhà vệ sinh. Khi Hán Cao Tổ Lưu Bang còn tại thế, Lữ Hậu, mẹ ruột của Lưu Doanh, tuy có tâm cơ nhưng hành động vẫn ít nhiều kiêng dè. Bấy giờ, trong số hậu cung trăm ngàn mỹ nữ, người được Hán Cao Tổ sủng ái nhất chính là Thích Phu Nhân. Trước khi qua đời, Lưu Bang còn có ý định truyền ngôi cho Triệu Như Ý, con của Thích Phu Nhân. Cao Tổ vừa qua đời, Lữ Trĩ lập tức hóa thành một quá phụ độc ác, dùng đòn ghen tàn bạo để trả thù tình địch. Vị hoàng hậu này trước nhất sai người bắt Thích Phu Nhân giam vào trong cung Vĩnh Hạng, nơi chuyên dùng để nhốt những kẻ phạm tội trong hậu cung. Tại đây, vị phu nhân không những bị cạo đầu, xích chân mà còn phải chịu đủ mọi hình phạt lăng nhục. Sau khi dùng thuốc độc hại chết con của Thích Phu Nhân là Triệu Vương Như Ý, Lã Hậu sai người dùng cực hình nhân trẻ đối với Thích Phu Nhân. Vị phu nhân họ Thích ấy bị móc mắt, tứ chi bị chặt đứt, họng bị đổ thuốc độc, tai bị chọc thủng và bắt nhốt trong nhà xí. Qua vài ngày, Lữ Hậu cho mời Hán Huệ Đế đến xem. Lưu Doanh xưa nay chưa từng nghe qua chuyện người lợn, cảm thấy mới mẻ, liền dẫn thái giám đi xem cùng. Khi tiến đến khu nhà xí ở cùng Vĩnh Hạng, có người chỉ vào đó nói, bên trong chính là người lợn. Huệ Đế vừa ghé mắt vào, đã nhìn thấy một kẻ không tay không chân, trong mắt lại không có con người, thân hình nhiều vết thương, nhầy nhụa máu thịt, miệng tuy mở nhưng á khẩu. Lưu Doanh khi ấy vô cùng sợ hãi, mới hỏi lai lịch của kẻ bên trong. Thái giám vừa nói ra ba chữ, Thích Phu Nhân. Hán Huệ Đế suýt chút nữa ngất xỉu, liền định thần lại, hỏi rõ ngọn ngành. Thái giám đem thủ đoạn của Lữ Hậu kể lại lần lượt, Huệ Đế liền khóc lớn, sau đó lâm bệnh nặng. Kể từ ngày ấy, nhà xí và hình ảnh Thích Phu Nhân tàn tật cứ ám ảnh mãi trong tâm trí của Lưu Doanh. Vị hoàng đế trẻ tuổi không còn tha thiết chuyện triều chính, vùi mình trong tiểu sắc để quên đi những ký ức kinh hoàng ấy. 7 năm sau đó, Hán Huệ Đế Lưu Doanh qua đời trong tức tuổi ở tuổi 22, đem theo nỗi ám ảnh về dị nhân trong nhà vệ sinh xuống hoàng tuyền. Quý vị thân mến, chỉ vì ham mê tử sắc, lạm dụng thuốc xuân dược để có thể thỏa mãn các người đẹp mà những vị vua sau đã phải băng hà một cách không mấy oai phong. Thứ nhất là hai cha con hoàng đế Minh Thế Tông và Minh Mục Tông qua đời vì lạm dụng thuốc xuân dược. Thứ hai là vua Hán Thành đột tử trong lúc sủng hạnh. Thứ ba là Chu Tuyên Đế, Vũ Văn Vân mất mạng vì đam mê chuyện chăn gối. Quý vị nghĩ sao về kết cục của những vị vua này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.